Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày chủ nhật thật là bùng nổ. Và ngày hôm nay thì có hai cái sự kiện chúng ta cần phải chơi anh em ơi. Đây là cái sự kiện đầu tiên khi mà đã tích lũy đủ 120 lần điểm danh. Không phải điểm danh, nó xem quảng cáo anh em ạ. Nhận ban phúc thôi. Ok luôn, là mình đã có một cái thần thông ngộ đạo tùy chọn rồi. Và chắc chắn là mình sẽ sở hữu thêm một cái giải thi pháp nữa, cho nó lên bậc 2 anh em ạ. Ôi à, chờ mấy giây nữa nhỉ. Đấy, trong lúc đấy thì mình cũng sẽ nhận thêm cái quà thất huyền anh em nhé. Ngày thứ hai thì mình sẽ nhận được thêm một chút dương tẩy luyện tự chọn này. Ở đây thì mình sẽ có nước tẩy tiên. Ôi tuyệt vời quá. Ô, được nhỉ. Nhận ban phúc thêm lần nữa cái đã. Đủ 120 lần là ok la nha anh em. Chờ mình xíu nha, mình sẽ lấy luôn đi nước tẩy tiên trong túi càn khôn xem như thế nào nha. Đấy ơi, tất nhiên là mình sẽ lựa chọn cái này 5 phát rồi, bởi vì thì mình đã có 15 cái mà mỗi lần tẩy luyện chỉ cần 20 thôi. Bây giờ thì mình sẽ tẩy luyện anh em nhá, mình chỉ giữ lại đúng cái cường hóa linh thú thôi. Còn đâu thì mấy cái kia là mình sẽ cho nó bay màu hết. Để xem là có được cái gì không nha anh em. Tẩy luyện phát ơi. Cường hóa linh thú, cường hóa linh thú, cường hóa linh thú gặm ấy, cường hóa linh thú gặm. Chíu. Ôi cha. Chán thế nhỉ. Bực thực sự anh em ạ. Nó cứ kiểu gì ấy, suy yếu linh thú né này. Thôi thì nếu kết quả vậy biết làm sao bây giờ, biết là nó sẽ giảm nhiều yêu lực đấy. Nếu đánh thôi, chả biết làm sao cả anh em ạ. Bởi vì cái dòng này ít ra nó còn ngon hơn. Cường hóa sát thương bạo thì nó cũng chả có lợi gì đối với cả môn phái né của mình cả. Yêu lực giảm đi tí nhưng đánh chấp nhận, có dòng này ổn áp hơn một chút, suy yếu linh thú 45%. Ipega nó sẽ sướng hơn, cộng thêm ném 13,5% nữa. Có choáng 15% anh em ạ. Cày thế nhỉ. Thôi thì tiếp tục là đi nhận quà đây vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tí nữa thì mình sẽ đi tầm bảo trợ yêu để xem là có hên ra được game tiên hữu gì ngon lành cành đào hay không anh em nhé. Không biết là vận may của mình ngày hôm nay như thế nào đây. Và lần cuối cùng, ô xía. Thế là mình đã nhận được thêm một cái thần thông ngộ đạo tùy chọn rồi. Sự kiện này thì sẽ kết thúc trong vòng 6 ngày 23 giờ nữa. Ok lá. Đây rồi, túi càn khôn. Tiếp tục là mình sẽ lựa chọn giải thi pháp đâu. Giải thi pháp đâu nhỉ. Đây, giải thi pháp đây nha anh em. Một cái. Ok lá liền. Thế là bây giờ mình sẽ đi nâng cấp cho thần thông của mình lên nha. Bậc 2. Ghép thêm được một cái ấn ký nữa. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Lên level 50 nào. 35, 45 này. 50. À quên mất, bậc 2 thì nó mắc chỉ là 50 thì ấn nâng cấp 10 lần thì nó cũng thế mà. Quên sứ mất anh em ạ. Dung hợp nhanh xem nào. Đây có một cái cường hóa thuộc tính khá. Đấy, mày quá. Mất đi một chút yêu lực ở cái linh thú thì mình lại bù lại được cái yêu lực ở giải thi pháp anh em ạ. Ngon lành cành đào luôn. Thế là cũng được đấy nhở. Để mình xem lại xem phần chỉ số thuộc tính nó như thế nào rồi. Cường hóa thuộc tính kháng lên 16,9%. Thì cũng khá là ok. Thuộc tính chi tiết của mình sau khi mà thuộc tính kháng vào sẽ lên là 192,2%. Để mình bỏ đi xem là nó giảm như thế nào nha. Gỡ. Ây à, giảm nhiều ấy. Chỉ số. Đây rồi. 175. Uầy. Tăng nhiều phết nhờ anh em nhờ. Ok la luôn. Cộng vào cái. Đấy. Hợp lý này. Rồi. Thế thì bây giờ tiếp tục đi tầm bảo trợ yêu thôi anh em ơi. Ở đây có một số những cái nhiệm vụ thì phải làm thôi. Ôi chết, thì chặt cây 500 lần. Quên mất. Từ nãy giờ không auto luôn nhỉ. Đấy. Ok la. Nhiệm vụ gì tiếp theo đây? Hiêu chiến đấu pháp 5 lần đúng không? Tăng cấp linh thú 3 lần. Hiêu chiến đấu pháp. Không có. Tăng cấp linh thú à? Ê, cái này phải đi triệu hồi cái đã. Free 3 lần thôi. 1 2 và 3. Không được cái gì cả. 2 lần bên này. 1 Loan điểu kìa. 2 Không được. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Không được kìa. Thôi, tạm dừng tại đây anh em nhá. Sau này mình sẽ nâng cấp mấy con cùi bắp này thôi. 1 2 3 4 và 5. Được chưa nhỉ? Tầm bảo trợ yêu. Hiệu chiến đấu pháp chưa này. Dị thú xâm lược 3 lần này. Phúc địa thu thập đạo cụ của bản thân này. Ok của người khác này. Hiệu chiến yêu vương này. Rồi. Nhớ nhiệm vụ ở đây anh em ơi. Phúc địa. Ok.
thu thập, thu hồi này một lần này, tiếp tục hai lần này, làm cho quen tay luôn anh em nhá, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, chín lần thôi thì phải. Đấy, 9 lần nha anh em. Tạm tạm. Thăm dò thì phải thêm 4 lượt nữa đi ăn cướp thì mới có thể là thu được cái nhiệm vụ đấy. Tầm bảo trợ yêu. Đấy. Dị thú xâm lược 3 lần đúng không? Mình sẽ đổi sang bên dương thần để đi nha. Ôi, yêu lực ấy, mặc dù là chưa hoàn thành lần chặt cây ngày hôm nay nhưng mà cứ đánh đi đã. Sợ đấy kì. Ok, ôi. Thêm xui nhỉ? Hôm qua đánh lên 500 ức rồi mà. Ôi kìa. Áo vậy. Hay có khi nào là một số cái trang bị của mình đã bị thay đổi đi một tí. Thôi kệ bố. Càn quét kêu chiến yêu vương này. Úi giời. All in đó. Còn 7k3 cái tiên ngọc. Không biết là sau này có thêm cái gói gì để mua thêm tiên ngọc hay không anh em ạ. Cứ vã như thế này thì hơi thốn đấy. Tầm bảo trợ yêu, nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại là khiêu chiến đấu pháp với cả thu thập vật phẩm người khác. Thì từ từ đã anh em ơi. Rồi. Tầm bảo được có 4 lần đấy nhở. Có hạn giờ 1, 2 và 3. Thế mai lần nữa đi. Trời hết anh em ạ. Đây rồi, X10 nha anh em ơi. Liệu rằng là có được em vòng cái chu tước này không nha. Úi giời ơi, cái gì đấy, tung ra rồi. Đây nữa, thêm hai lần nữa này, 5 lần. Úi giời, vẫn cứ là chưa ra anh em ạ. Hai lần nữa anh em ạ. Hai lần tung ra. Ổn đấy nhỉ. 39 lần rồi. 40 lần là mình sẽ có thêm được hai lần nữa. Cố gắng làm nhiệm vụ thôi. Tiên duyên nhận luôn cái đã. Xin luôn. Vận may ra nào. Tâm bảo, tâm bảo, tâm bảo, tâm bảo. Luyện hóa pháp bảo. Ú là trời. Chia sẻ một lần này. Đi luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, luyện hóa pháp bảo cái nào. Ơ được tăng sao này. Một phát. Ây à, nhiều lực chiến nha. Không đùa được. Ok. Ui, tiếp tục tăng sao này. Ui kìa. À, hay quá. Hết chưa? Quá hết rồi mà. Vẫn còn chấm đỏ là sao ta. Ơ. À. Luyện hóa. Hết rồi đấy. Con cóc này cho mình đi luôn. Đấy. Ok nhở. Né. Nguyên thể dương thần đó. Đây, bạo kích, bạo kích. Ô ô, khoan khoan. Rồi, ok. Giảm thời gian nào. Ui, 30 cái bình liền. Giảm được 2 giờ, có 5 ngày 12 giờ nữa thôi anh em ơi. Cố 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 cố. Quay X10, quay X10. Xem được cái gì không nha. Chiu. Trời ơi, chả được quan que gì cả. Hôm nay là mấy cái liên quan đến nhân phẩm là mình hơi đen rồi nha. Chán đấy nhở. Tầm bảo chạy yêu. Nhiệm vụ vẫn chưa xong à. Chưa bỏ thử thần thông tí trong lúc chờ đợi làm nhiệm vụ vậy. Hai lần free. Lần nữa. Úi dà. 9.499 rồi anh em ơi. Đây rồi, vừa đủ 500 lần luôn thì vừa hoàn thành cả cái vận may. Cũng như là cái tầm bảo chạy yêu luôn anh em ạ. Nhiệm vụ 500 lần. Ok này. Ok à. Ủa, sao không thể bỏ câu hỏi này người ta. Đấy, thêm hai cái free nữa này. Ui giời ạ, à, vẫn chưa được. 42 trên 100 rồi mà vẫn chưa được anh em ơi. Đen quá anh em ạ, à, với nhân phẩm của mình ngày hôm nay chưa thể nào mà lấy được thêm một em tiên hữu nữa cho đội hình của mình. Ôi, lại phải chờ nhân phẩm vào 2 ngày tới vậy. Biết đâu đó ngày cuối cùng nó bùng nổ nó lại ra thì sao.
Ờ thì hôm nay lấy tạm cái thần thông như vậy cũng ok rồi. Thì anh em lấy cái gì nhớ để lại comment bên dưới cho mình biết với nha. Và anh em ơi, mình đã có làm thêm một series cày chay. Và nếu như anh em mà là một cày chay chính hiệu không làm một xu thì nhớ đón xem series đó vào 17 giờ hàng ngày nha anh em. 17 giờ chiều nay là có luôn video đầu tiên đấy. Anh em nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.